Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Financial Times, ông Andriy Sybiha, phó tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, tiết lộ rằng Kiev sẵn sàng thảo luận về tương lai của Crimea với Moscow nếu cuộc phản công sắp tới thành công. Tuy nhiên, ông Sybiha nhấn mạnh, điều đó không có nghĩa là chúng tôi loại trừ lựa chọn giải phóng Crimea bằng quân đội. Năm 2014, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý. Theo tờ Financial Times, phát ngôn trên của ông Sybiha là tuyên bố rõ ràng nhất về sự quan tâm của Ukraine đối với các cuộc đàm phán kể từ khi nước này cắt đứt các cuộc hòa đàm với Điện Kremlin vào tháng 4 năm 2022. Phát ngôn đó có thể xoa dịu giới chức phương Tây, là phía đang hoài nghi về khả năng Ukraine giành lại Crimea và lo ngại rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành lại bán đảo này bằng quân sự đều có thể khiến Tổng thống Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột. Tổng thống Zelensky lâu nay đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình cho đến khi các lực lượng Nga rời khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea. Ông Sybiha là một nhà ngoại giao kỳ cựu, tập trung vào chính sách đối ngoại trong văn phòng Tổng thống và đã ở bên cạnh Tổng thống Zelensky vào những thời điểm quan trọng của cuộc xung đột. Ông Sybiha cho hay Tổng thống Zelensky và các trợ lý hiện đang thảo luận cụ thể về Crimea khi quân đội Ukraine tiến gần hơn đến việc phát động cuộc phản công để giành lại những vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phát ngôn viên Tổng thống Zelensky cũng như Moscow về phát ngôn trên của ông Sybiha. Quân đội Ukraine gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở quân sự của Nga ở Crimea, chủ yếu bằng các thiết bị không người lái. Cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể sẽ hướng về phía nam, xuyên qua tỉnh Zaporizhia để cắt đứt hành lang trên bộ mà Nga sử dụng để tiếp tế từ Crimea. Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Zelensky, ngày 5 tháng 4 nói với Đài Châu Âu Tự Do rằng các lực lượng Ukraine sẽ tiến sát Crimea trong 5 đến 7 tháng. Tuy nhiên, một số đồng minh phương Tây của Ukraine lo ngại Tổng thống Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để bảo vệ Crimea, vì Điện Kremlin cho rằng việc Nga kiểm soát bán đảo là không thể thương lượng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.